Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khô Michael và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái series bắt cua trong GTA 5 à. Vâng, và ngày hôm nay thì mình sẽ bắt cua với lại cái con xe này. Đó, các bạn có thể thấy xe gia đình ha. Thì đáng lý ra thì mình sẽ bắt cua cái con xe hot dog cơ, hay nó khác là con xe hamburger ấy, xe mà đi bán hamburger hot dog thì ấy. Nhưng mà không hiểu tại sao mình vô game vô cái map này ấy, thì nó không cho con xe đấy. Vì thế mình sẽ chơi một cái con xe cũng đang ná con xe này ha. Đó, chính xác là con xe gia đình, xe đi phượt biển ha. Ok, đó, mọi người có thể thấy con xe này cũng khá là giống với hamburger. Đó, rất là giống luôn ha. Nhưng mỗi tội nó không bán được hamburger thôi, tại vì nó là xe gia đình ha. Ok, thì sorry các bạn đã đưa ra cái ý tưởng bắt cua bằng xe hamburger ha. Mình sorry bạn rất là nhiều, tại vì mình không thể thực hiện theo ý tưởng của bạn được. Nên mình quyết định mình sẽ thay con xe này bằng con xe hamburger ha. Ok, và không nói nhiều nữa thì bắt cua thôi. Ok, 3, 2, 1, go. Đấy, ok. Thì hôm nay mình đã kiếm một cái map rất là bá đạo luôn. Đấy, mọi người có thể thấy, nhìn xa xa, phía xa dưới chân trời là một cái map cực kỳ bá đạo. Đó, ok, lộn một vòng thôi. Ui giời, quá đẹp luôn. Oh my god, không hiểu tại sao. Ôi, theo luôn rồi. Này thì lộn một vòng té luôn. Ok, không hiểu tại sao con chó nhà mình lúc nào mình quay video nó cũng kêu, cũng chả hiểu tại sao nữa. Ok, lần này không dám lộn đâu, lộn nữa lại sập mặt lờ nữa, mất công lâu. Ok, ăn checkpoint nào. Wow, map này thì nó cho mình bắt cua ở dưới biển luôn. Ôi giời, có sóng biển đấy kìa, chạy ngang qua không lại té. Ok, sóng biển này rất là mạnh, như thế nếu mà chạy không đi được luôn. Ô vãi, không lên được luôn. Ok, đi lùi cái coi. Các bạn biết rồi đấy, những cái thể loại dốc như thế này, những cái con xe nào mà yếu quá như con xe gia đình này đây thì nó sẽ không đi xuôi được, như thế đi xuôi mà lên dốc các bạn. Vì thế mình phải đi lùi để cho lên dốc được ha. Có thể thấy đi lùi có thể lên dốc được, chả hiểu tại sao nữa, game logic vãi chưởng. Đi lùi lên dốc được mà đi xuôi không lên dốc được. Ok, wow. Thì các bạn có thể thấy cái map này là lúc mà đi ấy thì có sóng biển, mà cái địa hình của nó thì mình cũng khá thấy nó cũng khá giống với lại cái sóng luôn, hình sóng đó các bạn, đấy rất là giống. Chả hiểu nhà sản xuất ra cái map này là ai nữa. Đó, tạo đã có sóng biển rồi mà lại cho cái địa hình nó cũng giống như kiểu sóng biển luôn. Oh my god, lên nhanh. Oh, không chết máy luôn. Wow, máy trâu đấy. Oh, vãi, con xe này máy trâu đấy nhở. Đúng là xe bạch tuộc mà. Ui giời ơi, nó là tuyệt vời luôn. Rồi, lên dốc là phải đi lùi nha các bạn. Oh my god, không đi lùi được luôn. Rồi, để mình lấy chới một tí. Rồi, đi nào. Hay vậy đấy, cái dốc này là con xe này nó sẽ không lên được. Đó, thì phải đi lùi thôi. Oh my god, đi lùi luôn. Đó, dốc mà, bắt buộc phải đi lùi mới lên được. Rồi, ăn checkpoint rồi, rồi mình lại đi xuôi nha. Thì hôm nay thì mình chơi con xe này là bằng cách bắt cua đi xuôi nha, không phải đi ngược đâu. Nhưng mà do cái dốc này nó khá là dốc nên mình phải đi lùi để cho nó dễ đi hơn đấy các bạn, chứ đi xuôi là không được đâu. Rồi, tiếp tục. Đó, cái pha này thì lấy chớn lên thì chắc chắn là đi xuôi được, nhưng mà mấy cái pha vừa nãy mất chớn rồi, đi là không được đâu. Vãi chưởng, cái map này là từ nãy giờ không thấy bắt cua đâu, toàn thấy là đi lung tung không à. Kiểu dạng vượt địa hình giống như kiểu là sóng biển à. Đấy các bạn nhìn này, rất là giống luôn. Đó, ok, bây giờ chúng ta bắt đầu đi ra bãi biển. Quá là tuyệt vời luôn, với cái con xe gia đình này mà đi chạy trên những cái bãi biển như thế này nhìn rất là hay, rất là đẹp. Ok, sắp sửa đến cái chỗ địa điểm bắt cua nữa rồi. Thì nếu mà clip này được 500 like thì mình sẽ tiếp tục làm theo yêu cầu của các bạn ha. Ok,
Thì như ở đầu video mình có nói là cái yêu cầu của các bạn kia ấy, là mình không thực hiện được rồi. Tại vì trong cái map này là không lôi con xe đấy vô được à. Mặc dù mình đã chăm chỉ kiếm map, mãi mới kiếm được một cái map, nhưng mà không thể nào mà lôi con xe kia vô được. Đó. Thì thôi các bạn thông cảm, mình thay con xe hamburger bằng con xe này nhá. Xe này không biết xe gì nữa, nó đại xe gia đình, không biết đúng không. Đây nó khá giống. Oh my god, oh my god, oh my god. Té luôn rồi. Oh vãi trướng. Oh vãi, cái chỗ đấy không phanh lại được luôn. Cứ đi là đi thẳng thôi. Ok, lần này rút kinh nghiệm. Lần này từ nãy giờ là fail 2 lần rồi. Lần này mình đảm bảo sẽ không có lần thứ 3. Không fail được lần thứ 3 đâu. Oh my god, chướng ngại vật này từ từ. Cái chướng ngại vật này cũng khá là đặc biệt ở chỗ là nó được dựng chéo. Không biết dựng chéo để làm gì. Có khi là nó để làm mình té hay sao ạ. Đó, đó, chỗ này phải đi từ từ. Rất là nguy hiểm cái chỗ quành quành này nha. Còn, thì đây là một cái thể loại bắc cua cũng khá là hay ha. Các bạn có thể thấy con xe của mình nhìn khá là ba đạo luôn ấy. Chạy mà. Cái này kiểu dạng như là test cái độ. Kiểu dạng như là test cái lò xo của cái xe của mình. Xem coi nó có hoạt động trơn tru không. Oh my god, quành qua đây nào. Ôi, vãi. Ok, rồi, đến cái khúc bắc cua khó rồi. Ồ, lần này là bắc cua trên những cái bánh xe của cái gì đó, mình không biết nữa. Cái thùng gì trắng trắng ấy. Vãi, lần này đi cẩn thận. Oh my god, luôn. Rồi, đi từ từ. Cố gắng, vừa nãy mình bảo là không có lần fail thứ 3, nên mình phải cố gắng thôi. Oh my god, từ từ. Từ mà đi. Từ từ là qua hết thôi. What the fuck. Lại thêm một cái chướng ngại vật mà mình không ưa. Đó là chướng ngại vật đi bằng 4 cái lốp xe. Rất là khó. Đi cái này cực khó luôn. Phải đi từ từ thôi. Oh my god. Oh vãi, nó còn bị thụt xuống một chút nữa. Oh, nó lại còn tăng cái độ khó thêm nữa các bạn ạ. Oh my god. Đi đã khó rồi các bạn nhìn này. Vừa bằng cái bánh xe luôn à. Đó, vừa bằng cái bánh xe luôn. Đi xuống vậy là có khi là té đấy. Nên mình phải từ từ thôi. Từ từ. Để can lại. Xem có chuột chưa. Rồi, ok, đi nào. Rồi. Từ từ. Rất là nguy hiểm chỗ này. Oh my god, lại thêm một cái chỗ mà bị thụt lùi xuống nữa. Nhìn vậy chứ mỗi lần mà nó rơi xuống cái thụt lù đấy là nó có thể di chuyển cái bánh xe ra đó. Nên mình phải đi rất là từ từ nha các bạn. Nhiều ông ấy thấy mình không fail phát nào cũng bảo là mình gà hoặc là chơi ngu, mà mình fail phát nào thì lại còn chửi mình kinh khủng hơn nữa cơ. Đó, nên mình quyết định là mình không chấp mấy cái thể loại như vậy. Thích chửi kiểu gì thì chửi, không chấp, không ban luôn. Mấy ông thích chửi kiểu gì thì chửi, mấy ông anti fan mà. Không, tôi không ban đâu. Oh my god, lại cái gì nữa đây. What the fuck. What the hell luôn. Vãi cái này sao mà đi đây. Vãi trưởng. Chạy đến gọi. Oh my god, rồi té rồi. Bắt buộc phải theo lần thứ 3 rồi. Cái này nhìn nó dị quá. Từ nãy giờ theo 3 lần rồi. Quyết định của mình là theo tới lần. Không theo lần thứ 3 nhưng mà không làm được rồi. Thôi, chịu thôi. Chỗ này nhìn nó dị quá. Thôi, chỗ này phải chạy liên hoàn luôn. Không được dừng máy lại. Ôi, vãi khó thế nhỉ. Đây là một cái map mình thấy bắc cuộng khá là khó đấy các bạn ơi. Đó. Để lại nha. Xe gia đình thì máy lại yếu nữa. Như vừa rồi các bạn có thể thấy lên dốc không lên được. Phải đi lùi mới lên được. Đó. Mà đi lên cái này nữa là cực khó luôn. Đại khái là không thể nào mà dừng được. Vậy là chạy rồi. Người thì thấy quá nặng. Đúng rồi. Wow, tuyệt vời. Ok, cái gì nữa đây. Bây giờ mình phải lấy trớn. Kia có một cái dốc để mình bay lên. Dốc màu đỏ các bạn ạ. Bây giờ lấy trớn bay lên. Ok. Tiếp tục bay tiếp. Cái này thì mình thấy cũng dễ thôi. Không khó cho lắm. Oh yeah. Bay như vậy
xe gia đình, xe này xong rồi không biết là thành xe gì nữa. Bay như vậy là hư hết cái lò xo luôn. Ồ mới có hình như cái dốc càng ngày nó càng làm xa ra các bạn ạ. Ồ vãi trưởng. Ồ có một cái trưởng cái vận động nữa. Ồ vãi. Ờ quả có phải. Rồi ok ngon lành luôn. Tưởng khó nhưng mà thấy cũng bình thường. Ôi. Rồi. Wow quá là tuyệt vời. Xe gia đình này cũng có thể đi được trên cái đấy luôn. Cái này là oh my god, một cái dốc rất là thẳng đứng. Không biết là lên được không đây. Đấy nào. Ôi ăn cái tăng tốc. Ôi vãi trưởng không lên được luôn. Ok theo mình nghĩ cái này là chắc có thể là phải kiểu dạng như là leo tường rồi. Chứ xe này là không lên được cái tăng tốc luôn. Ok bây giờ mình sẽ leo tường. Không biết xe này leo được không nữa. Chưa bao giờ thử. Oh my god. Wow được này. Wow có thể là xe này leo được đấy. Wow ok bây giờ mình sẽ leo từ từ lên cái này nha. Đó. Đó leo như thế này mới lên được cái tăng tốc rồi này các bạn ơi. Oh vãi. Oh what the fuck, cái gì nhìn đẹp thế. Một cái hố đen ở trong một cái đường ống. Wow nhìn quá là ảo luôn. Ôi cái này là nhìn đúng buồn nôn luôn các bạn ạ. Ôi vãi, nhìn nó cứ như kiểu là nó đang thôi miên mình ấy. Không nên nhìn, cái này mình hạn chế nhìn. Nhìn xong là hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, ốm nghén các loại. Các thể loại luôn. Ok thì ở đầu video các bạn có thể thấy hôm nay nhân vật của mình đeo một cái mặt nạ hình con doggy. Đó thì thực sự là cái mặt nạ đấy là nó ẩn chứa một cái điều mà mình muốn nói. Thì bây giờ mình nói luôn nha các bạn. Cái điều đó là chính xác là mình tính sợ tự âm tính bắt cua bằng con xe hot dog ấy. Nhưng mà không có xe đó nên mình quyết định mình mặc đeo cái mặt nạ con chó vô. Ok để góc nhìn thứ nhất cho các bạn xem. Đấy, đang đeo mặt nạ. Nhưng mà không quay đến cái đấy được rồi. Còn đang leo tường mà. Leo này lâu vãi trưởng luôn. Leo từ nãy giờ mà chưa lên được cái kia nữa. À đây có một cái tăng tốc nữa. Vãi trưởng mắc cao luôn. Ồ vãi mình nhìn lên trên mình thấy còn rất là xa. Mặc dù là mình đang leo. Phải nói là rất là cố gắng leo lên. Leo cái này là cứ phải bấm nút quành sang trái liên tục các bạn ơi. Đó. Nếu mà không quành sang trái là coi như là té luôn. Lâu thế nhở, cái này làm chóng mặt quá. Rồi ok, hết cái đấy rồi. Rồi gần tới cái chịu kia luôn rồi. Wow. Oh my god, rất là cao luôn ha. Oh my god. Cao gần bằng đỉnh núi cao nhất luôn rồi. Vãi trưởng cái map. Nhìn rất là hay ha. Ok, rồi tiếp tục bắt cua. Lần này thì không biết là nó sẽ dẫn mình đi đâu nữa. Oh my god, chướng ngại vật gì đây? Oh my god, lại là một cái chướng ngại vật động. Thì ở tập con xe Bugatti bữa trước thì mình đã gặp chướng ngại vật này rồi. Nhưng mà như mình nhớ là bữa trước nó ít hơn cái này. Cái này là mắc nhiều luôn, không biết lần này qua được không đây. Đi nào. Ôi nó quanh quá, ôi. Oh vãi, may. Ôi quanh quá đây. Ôi cái này cũng khá là dễ đi thôi. Mình tưởng khó nhưng mà ai ngờ dễ. Tưởng khó lắm cơ chứ. Ôi mà không có chiếc boy à. Ôi cái đích nó ở tít chỗ kia luôn kìa các bạn kìa. Đấy các bạn thấy không, đích ở tít chỗ kia luôn. What the fuck. Cái này là một phát một tới đích luôn đấy. Có nghĩa là mình phải bắt cua không để theo phát nào cho nó tới đích luôn. Còn một cái đích nữa thôi. Mà nhìn cái đích nó xa quá à. Đây cho mọi người xem cái chiếc boy của cái đích. Trời ơi tít đây luôn. Mình đang ở biển này. Đang ở trên cái xe bus mà bây giờ phải bắt cua tới đây luôn, không được fail phát nào nữa. Fail một phát là coi như là phải quay lại từ đầu luôn đấy. Oh my god, cực khó luôn. Từ đi lùi lại. Vãi trưởng, cái chỗ này cua khó thế. Rồi. Ôi, cao vãi. Trời ơi nhìn thấy mặt nước xanh lè luôn.
Ôi, chạy nhanh quá. Không được theo. No. What the fuck? What? Fail rồi. Cố chạy nhanh qua nhưng mà fail rồi. Vãi trưởng. Trời, lại phải đi lại từ cái chỗ này nữa. Không ưa cái chỗ này một tí nào đâu. Rồi, chạy nhanh quá. Rồi, nó phải chạy như thế. Càng nhanh càng tốt. Tiếp tục là đi lên cái xe bus. Xe bus đợt này nó để cao quá. Đấy, một cái chướng ngại vật nó để rất là cao luôn này các bạn này. Muốn vượt cũng khó lắm. Ôm cua này cũng mắc khó luôn. Ok. Tiếp. Rồi, chạy luôn. Ok, rồi. Tuyệt vời. Rồi, đến cái gì nữa đây? What? Một cái ống để trên đây sao mà quá. Lên nào. Sao mà lội qua đây. Ôi nó trượt mình xuống rồi. Vãi trưởng nó trượt mình xuống luôn như cái ghê ấy. Lội lên nào. Ôi vãi khó thế. Ôi, kẹt luôn rồi. Ôi, đừng có kẹt nha. Kẹt thì spawn lại. Mà spawn lại là phải chơi lại đấy. Ok lên. Rồi, tuyệt vời. Phải nó còn có một cái chướng ngại vật động chỗ này nữa. Chạy nhanh quá, không chạy được luôn. Còn lần này mình phải can. Rồi, chờ nó qua bên phải, mình sẽ qua bên trái. Rồi, tuyệt vời. Lại một cái ống nữa. Vãi chướng. Trời ơi, có mỗi cái đích thôi mà rất là khổ cực với cái map này luôn. Từ từ. Rồi, qua bên trái nha. Trời, lại thế tiếp tục một cái ống. Bây giờ là gặp cái ống này với cái chướng ngại vật động rất là nhiều ha các bạn. Chạy quá. May. Cú đấy chướng ngại vật nó đang qua bên trái nhưng mà may mắn sao mình qua được. Rồi, cái này phải để từ từ đi. Ta vừa nãy là đánh liều đấy, đi liều đấy. Đấy. May sao là không bị sao cả. Oh my god, cái chướng ngại vật này làm cản mình đây. Để mình hạ nó xuống nha. Rồi, đủ nó xuống cái đá. Để đủ nó xuống một phát nữa nha các bạn. Map này nếu mà lâu quá thì các bạn thông cảm nha. Tại vì chướng ngại vật này làm tốn thời gian của mình quá. Đó, đủ nó xuống rồi lấy chớn bay lên đích là xong. Còn một cái đích nữa thôi mà. Ok đi nào, lên nào. Ui, không lên được. Vãi không lên được. Từ từ. Cẩn thận té. Vãi trưởng không lên được nữa chứ. Rồi, lần này mình phải lên chớ xa hơn. Lấy qua cái chướng ngại vật động luôn. Rồi. Map này đúng dị nhân luôn. Ok, mình sẽ lấy tới cái chướng ngại vật động chỗ kia luôn nha. Đó, lần này phóng từ đây xem coi bay lên được cái đích không. Cái đích này khá là tốn thời gian này. Mày con, cái chướng ngại vật kia nó lại di chuyển nữa. Rồi, để căn lại nha. Lần này là một phát một lên luôn. Rồi, đi nào. Lên nào. Lên được không? Ăn đi. Không ăn được luôn. Vãi. Vãi trưởng phải lấy xa hơn rồi. Mình thấy gần ăn được thôi. Vẫn chưa ăn được. Lần này phải lấy xa hết cỡ luôn. Đó, phải tới kia nữa kìa. Rồi. Mỗi tội căn cái này hơi khó. Rồi chạy nhanh đi. Rồi ok. Lên nào. Ăn. Nope. No. Vãi trưởng. Lấy xe vậy rồi mà còn không lên được. Ôi. Vãi. Căn kiểu gì đây. Bây giờ lấy xe quá thì chướng ngại vật này nó lại đi qua bên bên đấy là bên phải nữa. Lần này mình lấy gần tới cái đây thôi. Tại vì căn cái chướng ngại vật này cũng khá là khó. Rồi,
sẽ coi đây. Đúng rồi. Để nào lần này phải lên được. Ăn, ok. Tuyệt vời. Vâng, cuối cùng cũng đã xong cái map này. Thời gian của mình là 19 phút 52 giây luôn. Quá là tuyệt vời. Có thể video của mình tới đây thôi ha. Nếu các bạn thích cái video này của mình ấy, nhớ cho mình một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký ha. Đặc biệt là đăng ký ha. Tại vì hiện tại mình thấy số lượng đăng ký càng ngày càng giảm đi. Đại khái là bữa trước thì mình thấy một ngày là gần được 1.000 lượt đăng ký thôi. Nhưng bây giờ thì một ngày chỉ có 200 lượt đăng ký thôi. Vì thế mình mong muốn các bạn hãy đăng ký channel của mình nhiệt tình lên ha. Ok, để mình lấy được 50k sub còn sâu cho anh em xem số lượt subscribe của mình nữa chứ. Ok, thì thôi, nói vậy thôi ha. Thì chào tất cả các bạn và hẹn các bạn vào clip tiếp theo của mình. Bye bye.